Trận diều thứ hai trong xe đấu thứ ba. Trời ơi. Lại gờ đấy. Rồi. Rồi bạn có xe luôn cho nó mát. BB cầm xe. Bell là người cầm pan. Dương Cối cầm gờ đấy. Và Thầu là người cầm xe nữa. Đỡ đi. Đấu một trận này là người cầm Egypt. Vâng, U98 được cầm gờ đấy. Chip Boy là người cầm Min Hoan và Mạnh Hào cầm Katha. Katha, Greg, Min và Egip. Bên kia hai xe, một Greg, một Pan. Đỡ hộ từ gái. Chip Boy vẫn đang bảo là và không có tuổi quýt. Chắc là tự nhắn đủ với mình này. Và tự động viên đến chính bản thân mình. Vâng, sau khi một turn mà hit club, bây giờ đội bạn chuyển sang xe club rồi. Xem club đối đầu với Greg TV. Rất thôn. Greg đến từ U98. Mạnh Hào báo về cân pan. Bấy hiệu đầu có 5 con thì vụ Mạnh Hào. Anh cầm ca thao anh rồi cân pan. Thế thì lấy gì cân hai xe. Greg của U98 cân 1 xe. Egypt của Noble 1 cân 1 xe nữa. Còn Chip Boy cầm hình hoàn cân với chỉ cần cân với Greg bên phía đối phương đấy. Chỉ bao cầm min chỉ cần Greg là thắng em nhá. Trận thiếu thứ hai trong trận đấu thứ ba. Đùa sấp mặt. Ui giời ơi. Rồi màu 6 luôn. Bell là người cầm pan. Đấy. Tí nữa đội bạn lao ra hai sư tử này là chết. Cần luôn ban đến từ Mạnh Hào chứ đừng cần Katha. No một cầm Egypt vào trong. Còn Chip Boy cầm Min Hoan bên trong. Katha gửi đất đầu cánh. Của bạn là hai xeng. Và Bi và Thầu mỗi ông một xeng. Hai xeng đấy cùng. No một báo về bài mắt của Mark. Chip Boy báo về bài đẹp, anh em cố gắng lên. Có quả phụ cho Mạnh Hào rồi. Phải được rồi đấy. Yêu đầu 5 con bãi quả phụ. Đồ ăn nhẹ nữa thôi. Ăn nhẹ buổi chiều cho Mạnh Hào. Rồi 3 giờ đi ông thần. Rồi Mạnh Hào báo về trong 3 giờ bãi quả. Để sẵn đấy, để dành đấy rồi. Điểm huyệt. Ủa nốt con hiệu này về. Chuẩn bị thiết kế chiếc bé đầu. Chia gì chia cái map 2 xe cho ông bịp tôi à. Cái S đầu của người phụ Mạnh Hào đây. Đầu để xem cái vai quả anh điểm huyệt trong 3 giờ nó nằm chỗ nào cái. Rồi, trong 3 giờ không có gì luôn cho nó mát. Rồi. Thôi anh xin rồi. Dưới hướng nhà nô 1 có bãi quả nữa. Mạnh Hào ơi. Hướng nhà nô 1 có bãi quả nữa. Ờ đi săn cái bản đồ ấy. Đi xuống lấy giò đi. Và đây là BG ăn bãi quả phụ của thủ Mạnh Hào. Bãi quả phụ có 5 cây. Nếu một đồ ăn nữa thì ngư thủ Mạnh Hào để có thể cân pan của ngư thủ Đeo. Phải đánh 25 dân để cầm ca thả. Đấy có voi kìa. Bãi quả phụ. Đấy sát mép bản đồ. Đấy mày hiêu kìa. Mày im đi. Vâng, đôi voi mày hiểu đây dành cho đối thủ Mạnh Hào. Và Mạnh Hào báo về là cân pan. Pan bên phía đối phương chuẩn bị tìm. Thêm BS nữa thì đối thủ Mạnh Hào vàng trong luôn. Đội trách nhà thủ phu. Tí nó xem nó đẩy cho hãm mồm ra. Ăn thêm quả ở đây. Đánh một dân ra cầu tiếp voi về đi. Một con này đầy yếu đấy. Chắc chắn là phải câu rồi. BB đã được thiết kế ra cho đối thủ Mạnh Hào. Xoay than cho pan khỏe không em ơi. Còn gói tiếp theo. Rồi. Dân Mạnh Hào kiểu đi kiểu nguy hiểm vãi trưởng. Còn một tiết thôi. À xin lỗi, còn một hút nữa là chết.
Rồi giết nó đi. Ok. Xem 1 năm không biết là dâng ai dâng L rồi. Đây là BL thì mạnh hào. Phải kích trong đầu 10. 11 à. Rồi kích sang 11 rồi. 11-01. Đây là BS để ăn vàng. U98 cái mic kia là sao rồi. Đây là U98 25/28 11 nốt. Bắt đầu đi ăn vàng. Chip boy và nô 1 thì đánh chủ lực. Đây là máy nguyên thủ Elo chip boy. Cung A ôm nhau với nô 1 nhảy sông. Hai anh em ôm nhau mà nhảy thôi. Chip boy báo về bài em khỏe lắm và hỏi nô 1 bài thế nào đấy. Nhưng nô 1 vẫn đang chửi. Đây là máy nguyên thủ nô 1. Anh cầm Egypt. Ui giời ơi. Thôi em ơi không phải bo nhá. Nhà anh không có gì để bo cho em đâu. Tự thân vận động đi. Lớn rồi. Còn có tê thủ trên nô 1 và bị chơi vào luôn. BB dâng L và đang chọc vào nhà của nguyên thủ nô 1. BB đánh chém trận này rồi. Bài BB phải khỏe lắm đi mới đánh chém. Đây là máy nguyên thủ mạnh hào. Anh đã bắt đầu chửi. 26/44. À 40. Bắt đầu sắp lạc đà. Quýt luôn. 2-0 dành cho game thủ team BB Club trong trận đấu thứ 3. Đau đầu rồi.